Chipu phản hồi ồn ào bị truyền thông Trung Quốc tố hát nhép. Trong bài viết phản hồi thông tin bị truyền thông Trung Quốc tố hát nhép, phía Chipu không nói về khả năng hát live của nữ ca sĩ khi diễn ở xứ tỷ dân. Ngày 14 tháng 11, phía Chipu lên tiếng thông tin bị truyền thông Trung Quốc tố hát nhép. Theo phản hồi từ nữ ca sĩ, thông tin được đăng tải trên trang 163. Tài khoản đăng bài để ảnh đại diện đang ăn dưa, theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dưa là những tin đồn không xác thực. Khi tìm kiếm thông tin trên các kênh truyền thông Trung Quốc, có thể thấy ngoài tin dưa nêu trên, không có các tin tức khác về vấn đề này. Mặt khác, tiêu đề bài đăng trên trang 163 tập trung về các nghệ sĩ Trung Quốc, không nói về Chipu, đại diện Chipu phản hồi. Đại diện của Chipu nói trong bài đăng có đề cập thông tin về việc tài khoản Weibo của blogger đăng danh sách 41 nghệ sĩ hát nhép. Rất nhiều khán giả Trung Quốc vào bên vực thần tượng, cho rằng người này đang tạo tin đồn vô căn cứ vì không đưa ra được bằng chứng xác thực nào, phía Chipu nói. Tuy phản hồi thông tin bị truyền thông Trung Quốc tố hát nhép, phía nữ ca sĩ không nói về việc Chipu có hát nhép hay không. Ngày 12 tháng 12, trang 163 đưa danh sách 41 nghệ sĩ tham gia lễ hội âm nhạc phát trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam bị tố hát nhép. Sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng đã sử dụng phần mềm chuyên nghiệp để so sánh và liệt kê những khách mời đã hát nhép. Một số cái tên nổi tiếng như Lý Tư Danmi, Vương Phi Phi, Trương Hàm Vận, trong đó có Chipu bị tố hát nhép. Những ngôi sao khác như Lâm Chí Dĩnh, Chu Hoa Kiện, Hoàng Ỷ San, bộ đôi Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Châu Thâm, Hoa Thần Vũ được khen ngợi khi thể hiện giọng hát thật. Gần đây, Chipu tiếp tục bị cho là hát nhép khi biểu diễn tại ASEAN Youth Music Festival 2023 AIMF, Đại nhạc hội thanh niên châu Á. Nhiều dân mạng chỉ ra nữ ca sĩ có khẩu hình không khớp với phần nhạc phát ra. Chipu được chú ý ở Trung Quốc khi là nghệ sĩ Việt duy nhất tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Tham gia show tạp kỹ ở xứ tỷ dân, cô được nhận xét sáng sân khấu, đạt hạng 6 dù giọng hát còn trên phô ở nốt cao. Chipu là một trong 11 chị đẹp debut sau chương trình cùng Ella, Amber, Maria, Tạ Na, Chu Châu, Chipu, Lưu Tích Quân, Alin, Lưu Tịnh San, Cung Lâm Na và Giả Tịnh Văn.